Chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, hay được biết đến với biệt danh là người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây dối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Mặc dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng Trần Thị Ngọc Trinh đã cùng Trần Xuân Đông, người sử dụng xe mô tô có giấy tờ giả, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, để xe tự chạy với các đoạn đường công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý Ngọc Trinh còn tổ chức quay phim, biên tập rồi đăng tải lại các đoạn clip này lên mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận, nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Hiện thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.